Là hè này mất điện, ai không cần có những cục pin tích điện hoặc là cục pin mà chạy cho wifi khi mất điện này, hay là chạy cho đèn, cho quạt dùng để áp 12V. Đây là dung lượng là 12V 4AH, vừa chạy cho đài, nói chung là tất cả các đĩa áp 12V và vừa chạy cho xả cao, cho motor này, cho máy khoan National này, National ấy đó, hoặc là những cái cô động cơ 12V. Thì đây là mạch 3S 30A. Ở đây lưu ý cho mình là anh em nhé, đừng so sánh pin của mình với những cái pin bên khác. Ở chỗ là thứ nhất là bên mình là có loại pin mà loại mạch là mạch IC con nhé anh em nhé. Còn những cái mạch thông thường trên thị trường ấy là người ta hay có những cái mạch gọi là dạng analog, còn cái mạch của mình là dạng digital. Đấy thì cái mạch này thì chuẩn với thông số của nó là 3S 30A. Còn trên thị trường ấy nó hay có những cái loại là ghi là 3S 40A, còn để 3S 60A em không chuẩn anh em, để dụ như này, đây là 3S 40A, đây là 4S hay 3S nhỉ? Ở đây là 3S 40A. Và ở đây anh em nhé, không thấy có con IC chân Z này anh em nhé. Đây là dạng analog, như thế là cái dòng của nó không chuẩn là 40A, và là một cái thứ hai là nó nói chung là không đủ tải mà khỏe bằng cái con này, mặc dù ghi là 30A nhưng con này đủ tải chuẩn 30A. Và thứ hai là cái mức cái sự cân bằng của những cái con này nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với con này. Ok chưa? Nó sẽ không cân bằng tốt bằng những con mạch có IC như này. Đương nhiên là cái giá thành của những con này nó rất là rẻ rồi. Đấy, thế là cái doanh số bán hàng của những con này, cục này rất là cao so với việc là dùng những cái mạch chuẩn có IC như của mình. Đấy, anh em nào cần đóng pin, đấy, anh có thể liên hệ với mình, anh em nhìn không? Đấy, khối pin này cho năng lượng mặt trời này.